Ở hậu Phương Nhi khó chịu ra mặt, cười nửa miệng khi bị anti phán chê bỏ học. Đọc bình luận tiêu cực của anti phán, Á hậu Phương Nhi chỉ biết ngán ngẩm cười trừ. Á hậu Phương Nhi là một trong những nàng hậu được nhiều phán sắc đẹp, yêu thích và đặt cho danh xưng thần tiên tỷ tỷ nhờ nhan sắc thanh thuần khó ai bì kịp. Người đẹp sinh ra tại Thanh Hóa, năm nay 20 tuổi, thông thạo hai ngôn ngữ là tiếng Anh và Tây Ban Nha. Trước khi đăng quang, cô là sinh viên ngành luật thương mại quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội, nhưng sau khi đăng quang, cô quyết định bảo lưu kết quả học tập để thực hiện nhiệm vụ của Á hậu Hai Miss World Việt Nam 2022. Vì cớ sự này mà cô vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, khán giả so sánh Phương Nhi với những nàng hoa hậu. Á hậu khác dù cũng trong nhiệm kỳ nhưng vẫn cố gắng hoàn thành việc học. Mới đây trong một buổi livestream khi có bình luận cho rằng may các bé ấy không bỏ học giống Nhi, quá ngán ngẩm, người đẹp chỉ cười nhếch môi và bỏ qua bình luận tiêu cực này. Từ khi đưa ra thông báo, việc bảo lưu kết quả học tập của Á hậu Phương Nhi luôn trở thành đề tài tranh cãi. Vào khoảng tháng 11, khi ban tổ chức Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2022 mời Á hậu Phương Nhi đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực. Bên cạnh các đàn chị như Hoa hậu Thiên Ân, Á hậu Quỳnh Châu, Á hậu Ngọc Thảo cũng đã gây tranh cãi về việc người đẹp đã tạm thời bảo lưu đại học và cũng chưa có kinh nghiệm thi quốc tế nên khó đủ năng lực để thực hiện vai trò này.